Tại sư phụ đâu phải là người cõi này đâu. Sư phụ xuống, sư phụ cũng mang thần thông xuống. Ở cõi vô hình sư phụ có thần thông rất là cao siêu. Chỉ xuống đây bị cái bầu khí quyển và bị cái sát phàm thân tứ đại đất nước gió lửa nó cản trở mọi thứ. Vậy sư phụ phải đóng vai một người giống như tất cả nhân loại thì nó mới lập thành một cuốn kinh của nhân loại. Sư phụ không có được dùng thần thông một cách phí hay là một cách vô không có ý nghĩa. Sư phụ chỉ dùng lý trí để mà khai trí. Sư phụ không có thể dùng thần thông để khai trí. Nếu sư phụ dùng thần thông khai trí cho tất cả nhân loại thì lúc đó nhân loại sẽ mong cầu thần thông. Nếu vậy thôi mà ở trên cõi trời mình có thần thông mình xuống đây làm gì? Cũng giống như sư phụ lập ra một cái trường thi, cho một cái bài để học để thi, mà cứ cho cái đáp số A, B, C, A là trúng à. Gì như không, mình phải dùng ý chí để mình đạt được những cái mà khổ của thế gian. Mình phải dùng cái nhẫn nhục để mình vượt qua những cái bi ai của cõi đời đối xử với mình tệ bạc. Mình phải dùng cái sự nhộ của mình để mà mình biết được là cái cõi này là vô thường giả tạm. Mình không có thể dùng thần thông. Sư phụ dùng thần thông, sư phụ biết được đứa nào sư phụ này nọ trưởng cái người ta cũng tiêu quá con. Không bao giờ làm. Cái tử này có bị chí dũng. Con xin chia sẻ thêm. Thì con ở cũng thường lên mạng đó sư phụ. Thì con thấy là có nhiều người là người ta cũng nói chánh pháp, nói chánh pháp, nói luật nhân quả, nhưng mà bên cạnh đó thì họ đã phá đạo thiên tâm chúng ta. Thì con muốn là qua cái video clip này thì con không nói gì nhiều, con chỉ muốn những người nào đã phá thì hãy nghe cái câu nói của sư phụ là đừng nghe những gì Kiệt nói mà hãy nhìn kỹ những gì Kiệt làm. Hay quá. Thì những cái câu nói đó thì Đức Phật đã dạy rồi. Khi ai ném đá mình, khi ai chửi bới mình im lặng, mình nhẫn nhịn thì cái đó thì quay ngược về họ. Thành ra con không cần giải thích và con chỉ chờ đợi một ngày nào đó đạo thiên tâm sẽ chứng minh những tất cả những lời sư phụ Kiệt đã nói là đã lưu cả ngàn năm và đã phát tán trên cả thế giới luôn. Con tin điều đó. A Di Đà Phật. Thì những người không có biết sư phụ từ cái clip hồi nãy số 2 á thì cũng không sao. Tại vì coi một người mà mình cái ngã mình cao quá, mình vô đó mình còn có nổi. Nhưng một người mà có một chút xíu trí khôn á, đa số là mấy ông bự với mấy ông đảng viên á, mấy ông phải có trí khôn thông minh, mấy ông làm chức cao thì ông phải coi cho kỹ những ngày đầu sư phụ nói cái gì. Sư phụ nói chung cộng chia năm sẽ bảy từ ngày đầu. Sư phụ nói biển đông sẽ dậy sóng, thằng ổn á, dân của nó sẽ lên dịch đầu nó xuống á, sắp sửa. Sư phụ nói á là thể chế vô thần nó sẽ đi xuống lòng đáy biển như thầy thế này. Sư phụ nói Covid Việt Nam đúng ra là chết hàng thứ nhì, nhưng mà nhờ sư phụ khám cho nên chết rất là ít. Sư phụ nói là tiền là tiền giấy, con cũng thấy muôn trùng thứ sư phụ nói, chỉ cần một thứ họ đón, người đời không ai nói được. Bảo đảm tất cả những nhà lỗi lạc ở trong White House, Pentagon hay những nhà truyền thông ở media của Mỹ, những chính trị gia đó, mày nói đi, tụi nó cũng giống như là con kiến mà bò tới đâu nó biết tới đó thôi. Sư phụ nói trước hết à, có ai bây giờ nói thế giới này nó sẽ đi đồng bộ và nó sẽ ngã một lượt không? Cái câu đó không ai dám nói. Mà nói chặt hôm nay còn có ngồi này nổi không? Mấy cái thằng truyền thông Việt Nam có thằng nào dám nói kiểu đó? Hồi xưa nước nào đánh nước đó không có. Ở cho nói là đi một lượt. Hôm nay con thấy rõ ràng đi một lượt không? Vừa bắt đầu là cái BRICS là hai bên á, phe trục với phe đồng minh ra cái là bữa nay chung đồng đệ lên liền. Thấy nó ăn khớp không? Ăn khớp á.
chứ còn lúc xưa nó còn đang ở màu xám, cũng giống như sư phụ, nó quỷ nó đâu phải là bên cộng sản không đâu, nó nằm ở trong quốc hội Mỹ, nó nằm trong tòa thượng thẩm của Mỹ, nó nằm trong gia đình của mình, nó là em của mình, anh của mình nữa, nó nằm đủ kiểu, nó là trong cái tâm của con người mà. Còn cái thế giới của mình phân chia bên cộng sản, bên quốc gia, bên dân chủ, bên cộng hòa. Cộng hòa cũng có quỷ, dân chủ cũng có thánh tiên trong đó, cộng sản cũng có thần tiên ở trong, quốc gia cũng có quỷ ở trong. Mấy vị nói con đừng có tưởng mấy HO là người tốt mà con phải cẩn thận. Nhiều khi nó cầm cờ vàng mái thọc đỏ, nó chửi Đàm Vĩnh Hưng nhưng mà nó lãnh lương của Bắc Trọng á. Có nữa, để anh chi, để cho mấy cái thằng bên Việt Nam ghét mấy thằng ở Mỹ. Dù biết hết á. Mấy cái hội đoạn đây toàn là có gì cộng nằm trọng á. Nếu không á, nó đâu có nát như cái nồi cháo heo đâu. Miền Nam coi Delhi cũng vậy, Melbourne của anh cũng vậy, Úc cũng vậy, trời ở đâu cũng có nó. Nhưng mà cao tàn rồi, còn tính đường để xe để làm gì? Người tính không bằng trời tính. Hôm nay mấy ông nội đó có chí khôn, bắt đầu nghiên cứu sư phụ. Thằng Kiệt nó nói gì chúng á. Thôi mình biết thiên cơ, mình theo cơ vận, theo cơ vận mình theo thời cơ, theo thời cơ mình lập cơ đồ, qua cơ đồ mình tạo cơ hội cho gia đình mình, cho cả bản thân mình không mất tài sản, đóng thế cho cá nhân thôi, nhẹ nhàng thôi, để nó làm quỹ an ninh xã hội cho cả mấy chục triệu dân đang đói. Việt Nam mình cần có welfare như kiểu Mỹ hay không? Không là người ta bán vé số đầy ngoài đường sao? Việt Nam mình cần có thẻ bảo hiểm miễn phí nghe. Chứ không thôi chết nó không có ngó. Thì lúc đó mấy anh trai bác sĩ, mấy y tế thật không có ai hối lộ nữa. Có thẻ bảo hiểm của chính phủ miễn phí thì làm gì mà mỗi lần đi nhà thương phải đổi một cọc tiền để hối lộ. Đâu cần bán đất nữa. Hai cái đó mình cần đầu tiên đó. Con có gì muốn nói nữa không bạn? Dạ con biết sư phụ là có công ty về vi mạch, mà con thấy ở Việt Nam á, cái ngành đó thì các em sinh viên chưa có đầu tư nghiên cứu về nhiều, thì họ nói cái ngành đó khó lắm chị ơi, học mà em cứ đuối hoài à. Mà con thấy hiện nay ở khu công nghệ cao quận 9 á, có một cái công ty đó nó làm công cho Samsung. Thì một bạn như vậy á, mà làm từ 6-7 năm á, thì lương cũng khá là 2.500. Thì con có tiếp xúc với bạn đó. Thì con có hỏi vậy em có thể dìu dắt cho mấy em nhỏ đi theo ngành được không? Thì bạn đã nói là cái ngành này á, thì họ dạy mông lung lắm. Mà các bạn dễ nản lắm. Bạn nào mà giống như là thông minh lắm á, mới theo được nghề này. Thành ra con nghĩ đến sư phụ, mà mai mốt sư phụ về rồi không biết có người mà đào tạo làm sao mà thực tế, chứ mà dạy theo cái kiểu này ai cũng nản là như thế nào, con đang thắc mắc. Quay cái sư phụ cho họ vô cái phim thôi. Không thấy. Dạ. Cái vi mạch này nó rất là cao cấp, Việt Nam chưa đủ tiêu chuẩn. Nó cần có 6 triệu người hải ngoại, nó cần có số có lực lượng người ở đây mới làm được. Và đồng thời người Việt Nam mình ở bển á, mấy đứa nó hiếu học lắm, nó chỉ cần 3 tháng thêm 3 năm thôi là nước mình sẽ gần nữa, chứ không giống nói như Nam Hàn hay Đài Loan nha, là tụi nó học được hết. Tại vì đó là một tất cả trong cái cửa tử nó có một con đường để mà sinh tồn cho cái tuổi trẻ Việt Nam. Hôm nay cho hội lên mạng nói chuyện 5 năm cũng là vì tuổi trẻ Việt Nam, mà cũng tuổi trẻ Việt Nam là người không có hiểu biết hay chửi sư phụ bữa giờ, mà sư phụ là người cứu tụi nó vì tụi nó không có tương lai. Nếu mà nó mà hơn nhất trong cái đám cả triệu đứa ở bển á thì được cái giấy đi lao động ở bên Nhật để mà hốt ba cái chất phế thải hóa học của Nhật là nó mừng rồi, để nó Việt Nam chết sớm là nó mừng rồi. Còn những đứa con gái mà hơn nhất trong cái triệu đứa đó,
được cái passport đi Đài Loan để làm gái đẻ cho một ông già 80 tuổi là nó cũng mừng lắm rồi. Đó là tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Còn đứa mà con ông cháu cha mà giàu hơn á, mà cha làm bộ trưởng, thứ trưởng rồi mua đưa Mỹ cả tỷ á, mà nó được cái passport của Mỹ mà qua đây á, mà nó mà mở được 3 tiệm nail á, nó là ông hoàng rồi. Còn nếu không á, nó cũng đi vũa nail như mọi người. Con tưởng ở Mỹ này học 4 năm lấy cái bằng kỹ sư dễ hả? Thành ra qua đó con thấy tầm nhìn á thì chưa có nhìn xa. Họ đào tạo những cái mà bây giờ sinh viên á, tốt nghiệp á, ra trường thất nghiệp một đống luôn á sư phụ. Cho nên quán cà phê nó mọc đầy. Cho nên đứa nào muốn giàu á, Việt Nam mở quán cà phê. Như làm bia mà kiểu ruby, bia có chất hóa học của Trung Cộng. Sư phụ cứu tụi nó. Không có tụi nó, sư phụ không có ngồi đây. Sư phụ không có lo gì cho bản thân sư phụ và tuổi trẻ Mỹ nó có chuyện của nó. Nhưng tuổi trẻ Việt Nam sau này nó sẽ kết nối tuổi trẻ Mỹ. Để thứ nhất có lợi cho sư phụ là tuổi trẻ Việt Nam có tương lai sáng ngời. Giống như một đứa người Nhật mà đi du lịch ai cũng tôn trọng. Còn người Việt Nam đi du lịch đi tới đâu ra phi trường ai cũng ghét. Và đồng thời tuổi trẻ Việt Nam ở đây nó lớn lên nó mất gốc, nó không biết nói tiếng Việt. Khi nước Việt Nam phát triển, mấy đứa mà đẻ ở Mỹ nó đi về Việt Nam thì nó biết hai thứ tiếng. Cho nên sư phụ có lợi cả hai á. Dạ, con cũng được biết là có một số doanh nghiệp mà làm báo cáo thuế cho các cơ sở tư nhân ở đây. Họ thành lập hẳn một cái công ty ở Việt Nam luôn để mà họ thuê những em mà mới ra trường rất là ham học hỏi, làm với cái mức lương rất là thấp. Thì con thấy người Việt Nam của mình là chịu khó, vấn đề là đào tạo như thế nào thôi. Dạ, thì con cũng hy vọng cái lớp trẻ bên đó, sư phụ. Mình đi sao để muộn, mình không cần học cái gì chứ. Thí dụ nước Việt Nam chỉ cần lấy những cái gì của bộ chính quyền của Nhật úp vô và của Mỹ, nó thích ứng nước mình, những cái mà công thức có thể chế. Còn về di mạch dễ ợt, hồi xưa thằng Tàu nó cho du học sinh qua đây, Đài Loan cho qua đây, bây giờ Ấn Độ cho qua đây, thì mình cũng làm y như vậy. Vừa có tiền, vừa học nghề, vừa trở về bển. Cho nên cái vấn đề là cái người lãnh đạo á, họ có nghĩ ra được cái gì, hay là họ nghĩ ra tối ngày cái phe nhóm đấu nhau. Họ đâu có rảnh đâu mà nghĩ mấy cái chuyện mà đâu nghĩ đâu. Họ nghĩ lên giá tiền điện, lên giá xăng, họ nghĩ đi nhắm cái cục đất nào ngon ngon á, là họ chọc thôi. Tùy theo người nào suy nghĩ như thế nào. Còn sư phụ thích bắt chước lắm. Mình cứ bắt chước với Mỹ, mình bắt chước Nhật là hay. Tại sư phụ ngu quá, không cần phải bắt chước. Sư phụ có nghĩ ra sáng kiến bắt chước Mỹ, bắt chước Nhật, bắt chước Ấn Độ. Nó gửi dân nó qua đây vô học. Rồi đi vô mấy công ty đầy nè, Google, Facebook bây giờ là chức cao là tụi nó không á, không biết không. Hồi xưa thằng Tạo cũng vậy, người Tạo đánh động cái lòng gọi là dân tộc á. Mình em có 6 triệu người, tại sao mình không đánh động cái lòng dân tộc đoàn kết mà lại mình đánh động cái lòng dân tộc chia rẽ, để cho mấy HO ở đây, HO mà gọi là HO kim cương á, nằm vùng á, mà của Việt Cộng á, đứng ra biểu tình để chửi, để cho cái đám Việt Nam nó ghét người hải ngoại, để nó không có đoàn kết với hải ngoại. Nếu mình đoàn kết hải ngoại thì bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu những nhân tài ở đây thiếu gì, người ta đâu cần tiền đâu, nó dễ giúp nước rồi. Tại sao không làm đoàn kết đi mà làm chia rẽ cộng đồng Việt Nam quốc nội quốc ngoại? Suy nghĩ đi. Nói là Phật, nãy giờ nói chuyện nhiều cũng mệt. Con còn gì nói nữa không con? Dạ có những chuyện con khó nói thôi, để con hẹn sư phụ dịp khác. Nói lại đi đâu gì đâu khó nói, còn nói cái mấy chục triệu người nghe thôi. Giờ mấy 6-7 cái máy nữa lên đủ kênh chứ, là mấy chục triệu người đã biết á. Mình là giờ không còn gì mà
bí mật hết, bật hết đi. Chứ hồ có gì cũng bật mí hết à. Chuyện chung thì con nói ở đây được. Chuyện cá nhân của con thì con đâu để nói đây được. Nhân hả? Thì chúng là chuyện định hướng thôi. Định hướng. Tại vì con chưa... tại sư phụ hơi đánh giá con. Chứ con biết con... con cũng bình thường. Nhưng mà con tin sư phụ biết khả năng của từng người. Trong đó có con. Con mong sư phụ là giao việc cho con đúng theo cái khả năng, trình độ của con. Con làm hết sức. Đứa nào sư phụ coi cốt rồi, là cái cốt là cái thực tế của cái đời sống mình. Đứa nào có tiên, biết tu, thì dở, đọc kinh. Đứa nào ở trên trời mà lo giữ kho thiên đình xuống đây nó biết làm nhà băng. Đứa nào tiên bay bay là đà thì xuống đây cũng bay bay là đà đi kiếm trai. Mỗi đứa nó y chang vậy đó. Cốt làm sao xuống trần y chang vậy. Rồi cốt đứa nào con cọp thì giờ nó cũng vững vững như con cọp. Chỉ mang hình người thôi mà. Nhưng trong đâu có thay đổi được. Cũng giống như sư phụ qua Mỹ không biết tiếng Việt, hôm nay ngồi nói chuyện vậy. Cốt nói sao vậy à. Hồi xưa mấy vị sư phụ than với mấy vị sao không cho con hồi xưa sư phụ chỉ là lo cái bò tử thôi. Bữa nay ăn cái này không biết ngày mai mình ăn cái gì á. Có ngày cứ lo nuôi người em với là ăn rồi sống lang thang đầu đường xó chợ. Rảnh đâu mà lo mấy cái chuyện fancy học hỏi đâu không. Mày nói thôi thời gian này học hoài không hết. Ngày đã học nhiều rồi. Giờ chỉ là làm việc thôi. Giờ tự thằng dốt lớp 4 mà giờ vậy nè. Xưa không biết ca thì cũng ca nữa. Lúc đầu ca dở như hạch. Bây giờ cũng vẫn là hạch dở. Vậy mà nhiều người nghe sư phụ. Tại vì sư phụ có cái điển thanh. Mấy vị kêu con cứ ca đi. Tại vì con không phải là thầy mặc áo vàng. Thì có quyền quá không độ chúng sanh mà. Trong 12 giới luật. Thì những vùng quê xa xa. Miễn chỉ cần họ có thiện cảm thôi. Mình ca dở nhưng mà họ thấy mình có tâm hồn văn nghệ. Họ cũng thiện cảm. Thì từ đó mình độ được đã rồi. Miễn nó đừng có ghét mình thôi. Những cái kênh nó lên nó chửi sùm á. Con nghe con cũng chán nữa. Vậy mà cũng có người thích nghe chửi ở cái, tại vì nó cũng tầng trường á. Nó thích những cái lời sân si á. Còn kênh của sư phụ toàn là nói chuyện khuyên người ta ăn lành ở hiền. Còn đâu phải mà con nói cái này từ sáng tới chiều được. Con chút phải thay đổi không khí để cho phụ nghỉ mệt. Mấy đứa này lên nó ca đồ, mình có chút này chút kia phải không. Cơm thì cũng phải có ít nhất chai nước tương mới ăn được nha. Đệ tử nó cũng là góp công sức để độ chúng sanh đó. Con thấy có một bạn con gái giả giọng sư phụ hát ở có trên hả? Kênh YouTube. Thì con coi xong rồi á, mà có bạn đó hát xong rồi có Đàm Vĩnh Hưng đứng kế bên nữa. Con nghĩ kệ cứ hát cho nhiều vô đi, sư phụ tôi nổi tiếng có gì đâu. Mà họ có ý ý chọc quê phải không? Hay là ý thiện? Dạ, nói thì ý thiện sư, hả? Không, họ hát theo kiểu hơi nhựa nhựa của sư phụ vậy thôi chứ họ không có. Sư phụ giống miền Tây mà. Dạ, thì con nói kệ cứ hát đi, sư phụ tôi nổi tiếng thì đâu có gì đâu, thì mình nghĩ theo cái hướng khác thì có nhiều người xung quanh sư phụ là cũng là làm gì truyền thông đài TV này TV nọ, họ cũng hiểu. Họ nói anh bây giờ là famous rồi, nổi tiếng rồi, anh phải giữ cái đó. Dạ. Tôi đi độ đời chúng sanh mỗi ngày á là cần tôi nghe tiếng của tôi để mà những cái người mà còn u mê họ thức tỉnh. Chứ tôi không phải là cái kênh mà để cần nổi tiếng rồi tôi ngưng. Có nhiều người cứ kêu sư phụ ngưng đi, giữ cái nổi tiếng này. Những đứa nào đã là họ thiên rồi, đã nghe sư phụ rồi, sư phụ bảo đảm suốt cuộc đời các con cũng phải đi về trời thôi à. Còn những cái đứa mà mình chỉ được nhiêu, không có đầy 10, 20 triệu là cỡ nhiêu ta, mười mấy phần trăm của nước Việt. Vậy còn 70-80% người kia thì sao? Họ cũng là con rồng cháu tiên đó. Mà cái phần đó chưa có biết gì hết. Cho nên cái đoạn đường của mình đi độ chúng sanh nó còn dài lắm con. Cho nên gán ca tiếp.
mới mốt sư phụ phải tập ca cái giọng của người Bắc á, giọng gì chèo á, đó là mới độ được ca trù á sư phụ. À đúng rồi, bởi vì bữa giờ có đệ tử thu viện đây nè, đứa nào nó chung là dùng miền quan trọng lắm. Thu hôm nay độ được 6 dân miền Trung là nhờ Thiên Hằng Nga, phải không? Nó tiếng Huế đó. Trời ơi, nghĩa là ngày xưa Phật Thích Ca cũng vậy, có những cái nơi, những cái vùng Phật Thích Ca không thể nào nói chuyện được, phải sai ngày một Trường Liên Xá Lợi Phất đi không à. Thì những đứa đệ tử gần đây cũng vậy thôi. Cho nên giờ ai mà người Bắc mà biết hát trù á, ca trù, ca trù á, nhập cho hội thiên đi, lên đây ca mấy bản rồi mặc áo gì tứ thân á, như quan họ Bắc Ninh á, áo tứ thân để độ ngoại, ngoại quan trọng á. Độ chúng sanh đủ kiểu, nhưng mà kiểu nào cũng vậy, sư phụ là thiệt, mãi mãi là thiệt. Còn những lời sư phụ nói là thật, mãi mãi là thật. Còn sư phụ có bị người đời nói cục kim cương này là cục đá, thì họ theo cái lối suy nghĩ họ không biết nhìn kim cương, thì họ cứ nhìn cục đá, thì họ cứ nói cục đá cũng là tốt. Họ nói xấu sư phụ cũng là tốt cho thiên tâm nha. Mấy con đừng có nghĩ họ nói xấu là không tốt. Tốt thì khỏi nói rồi. Còn khi họ mà chửi thiên tâm, họ nói xấu thiên tâm, thì có nghĩa là họ thua chúng ta. Vì cái tâm họ là tà, nhưng ít nhiều họ gieo duyên với thiên tâm chúng ta đời này, thì đời sau họ xuống địa ngục rồi họ quay lại, nếu mà tội nhẹ nha. Còn đời này sư phụ không có mong cứu họ. Thì cho nên đó là tại sao thường nói hết mấy đệ tử chửi sư phụ, nói xấu sư phụ, nói chửi cha, nói xấu cha, chửi thiên tâm, nói xấu thiên tâm cũng là tốt á. Tại vì họ sẽ được cứu, mà không phải cứu đời này, họ phải đi xuống địa ngục, họ trả cái quả đó rồi họ tái sanh lại, thì họ mới bắt đầu mới theo cha. Tại cái đạo này tới 3.000 năm mà, nó đâu phải chỉ có cái thời đại này không đâu. Bác có muốn nói chuyện gì? Thưa sư phụ ạ, hình như chị này ở Việt Nam mới qua sao, chứ còn cái tình hình á, mà ở Việt Nam mà cái vụ mà về giáo dục á, ở trên mà học như chị nói học về computer đó, nghe bộ lâu rồi. Đó thì cái đó sở dĩ là việc khó đó là vì cái trình độ của giáo sư ở bên đó cũng thấp, đó là thứ nhất. Cái thứ hai, cái trình độ của bậc tiểu học, trung học, tức là cái chương trình học á, tiểu học, trung học và lên tới đại học, nó quá thấp. Thì hy vọng là khi sư phụ về thì tôi nghĩ rằng cái tình hình này sẽ thay đổi. Bởi vì dù sao, hữu xạ tự nhiên hương, cái đó là bản chất của sư phụ tôi. Tôi cầu không có đúng, nhân trình là bất chiến tự nhiên thành. Ông nhân trình ông nói cái đó. Mình có bao giờ mình có viên đạn nào đâu, có cái súng gì đâu mà tự nhiên thành. Nhưng mà viên đạn của sư phụ là to nhất, cho nên là bảo đảm. Nói về cái đó, con mới nghe được một số tin tức là như thế này. Là ở bên Trung Cộng nó đã điều binh, bộ binh rồi. Người vệ tinh của Mỹ bây giờ nó tinh lắm. Ước chừng khoảng 300.000 quân nó đã dàn ra rồi. Đó là bộ binh. Dàn ở biên giới Bắc Việt hả? Không phải, ở cái dọc theo cái vùng cái vùng biển mà ráp luôn với lại của bên Đài Loan đó. Đó là mới nói về bộ binh thôi nhá. Còn về không quân và hải quân, tụi nó là trong mấy ngày nay là nó cứ giả bộ nó tập trận mà nó bắn đạn thật, là mục tiêu của nó là để nó kèm tỏa kinh tế, tức là nó cô lập kinh tế của Đài Loan. Thì chính phủ Mỹ đã có chính thức thông báo cho bằng văn bản đàng hoàng nha, là nếu mà Trung Cộng mà vẫn còn tiếp tục kích những cái sự việc này thì Mỹ sẽ có hành động thực tế
và rất nguy hiểm. Bây giờ 10 tuổi, 10 tuổi thọ sinh trong trăm quay lại, lỡ như xui thôi nha. Thứ ba không có ai làm chủ tịch hạ viện, ổng vô ổng làm thử 90 ngày. Trong 90 ngày là ổng bình định lại hết rồi. Rồi sau đó ổng làm tổng thống luôn. Ổng làm tổng thống thiệt á. Mà thứ ba này nè, nó bầu là chủ tịch quốc hội mới á. Lỡ như ổng làm cái là lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Ở cái thế giới này có nhiều chuyện. Chúng ta là những con kiến, những con ếch. Không, mà những con ếch đó là gì? Những con ếch là những nhà lãnh đạo của thế giới đang ngồi dưới giếng mà cứ nghĩ mình là quyền lực và sức mạnh phi thường đó. Sai. Cho nên tại sao Hồ nói hoài cha bữa về cũng có nói giữ vững lòng tin với Thượng Đế. Họ thiên đứa nào đã mang họ thiên rồi phải giữ vững lòng tin với cha Thượng Đế. Người đạo hòa hảo giữ vững lòng tin, Đức Thầy sẽ trở lại. Thì hai cái lòng tin đó của nước Việt Châu chỉ khuyên vậy thôi. Chứ ngoài ra cha rất là kiểm soát nước Việt. Tuy là cha Thượng Đế coi tất cả vũ trụ, nhưng mà Ngài đặc biệt đang quan sát nước Việt rất là kỹ. Tại vì con của Ngài xuống thế gian, cái thằng con này mà làm sai á là mất mặt già đó, còn có biết không? Sư phụ nói tiếng Việt, sư phụ nói bữa giờ. Cho nên bề trên uy tín rất là cao. Cho nên Thiên Tấn Kiệt này không có để cha mình mất mặt, mà cha cũng không có để cho nước Việt Nam từ một cái nước gọi là trục á, hôm nay trở lại thành giống như nửa đồng minh rồi. Đúng là Việt Nam đậu đen á. Hôm nay thành cái đậu, nó có một loại đậu nào xám không ta? Đậu đen với đậu trắng, có đậu gì? Đậu nành hả? Đậu nành xám hả? Đậu vám. Đậu gì? Nó ok, giờ mình cho đậu nành là xám đi. Từ đậu đen, đậu đen là không? Bây giờ thành cái đậu nành. Việt Nam á, là khúc giữa. Thì đấy chi là về sư phụ giải thích. Cha đã phong nước Việt lại. Đức Thầy đã chấn bảy ông thẻ hả? Để mà hôm nay cho mấy ông rồng bắt đầu xuất hiện lên á. Thì nước Việt không có bị đổ máu. Và cũng không có bị nhiều tổn thất. Thì cho nên cuối cùng bác Trọng mấy tháng trước bắt tay với bác Biden á. Thì là hôm nay thành ra đậu nành này. Sáng qua là để dụ nghệ hôm nay nó thấy nó quải rồi. Thấy mà mặt thằng bồ vũ phu này với tham ác này nó sợ rồi. Nhưng mà Việt Nam cũng nên ngoại giao một chút. Tại nó biết tỳ vết trong thân thể mình á, nó bầm dập rồi phải không? Cho nên coi chừng nó... chiều nó một chút, nhưng mà đừng chiều quá đáng. Chỉ là hứa bằng miệng thôi, đừng có hứa gì. Ai mà muốn lưu danh thiên cổ thì nên nghe lời Kiệt một cái, đừng có ký gì. Mà hôm nay mà còn ký bậy bạ, lúc đó cái mộ mà tối ngày nó đem tiếng gà thúi nó chọi ngay đó hoài. Cái hồn ở ngay cái mộ mà tối ngày bị dân chọi tiếng gà thúi thì con ngửi thử cái hồn có bị thúi không? Nó ngửi được thúi đúng không? Thù nói, còn nếu mà muốn dân đem hoa tới thì để lại. Cho nên cái thế hệ sau không có ai mà làm gì hết những cái di tích của cái thế hệ này. Nó cũng là bài học đó mà. Thì muốn trứng gà hay muốn hoa thì bây giờ từ đây tới đó gán làm cho đàng hoàng. Ok, với là Phật chứ hỏi đi hẹn với thằng kia đi sửa đồ một chút.